Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai thì chúng ta phải nhắc lại 4 năm qua. Tại vì quý vị, hôm nay là ngày 19 Tây tháng 12 năm 2023. Và đúng ngày hôm nay, 4 năm trước thì có một cái phiên họp quan trọng của các bác sĩ Đài Loan và bác sĩ tại Trung Quốc liên quan tới cái đại dịch đã bùng nổ trên toàn cầu 4 năm qua. Và tổng số người chết tính trong 4 năm bắt đầu từ tháng 11 của năm 2019. Nhưng mà chính thức từ ngày 10 Tây tháng 12 cho tới ngày 4 Tây tháng Giêng năm 2020 quý vị. Thì các bác sĩ đã có nghiên cứu các trường hợp này. Và cuối cùng thì họ quyết định thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới biết ngày 31 Tây tháng 12 năm 2020. Lúc đó, ngày năm 2019, lúc đó họ nói rằng có tình trạng lây nhiễm từ loài dơi qua loài người. Và lúc đó, WHO đã không chịu lắng nghe tất cả những cái báo cáo của bác sĩ Đài Loan, mà phải đợi tới nhà nước Cộng sản Trung Quốc tuyên bố phong tỏa thành phố Vũ Hán. Thì chúng ta, thì lúc đó quý vị, một tuần lễ sau, Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, mới bắt đầu thông báo là đại dịch toàn cầu. Và kết quả, sự chậm trễ và cái quy tắc của WHO và của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là một số những cái quy tắc khác đã khiến cho ít nhất 3 triệu người chết trong vòng 4 năm qua. 3 triệu người chết vì đại dịch nó còn hơn bất kỳ một cuộc chiến nào đã xảy ra trong suốt 30 năm qua. Quý vị, câu chuyện này như thế nào? Có lẽ tôi mời quý vị đọc lại một số những cái thông tin mới nhất và những cái thông tin mà có được từ ở những cái câu chuyện này xảy ra. Quý vị, đây là cái thứ nhất là tôi cho quý vị xem ở trên cái trang báo cáo của tổ chức WHO, tức là World Health Organization, mình gọi tắt là chữ WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, và dữ liệu của họ báo cáo cho tới ngày hôm nay, ngoại trừ những cái báo cáo này ra, thì họ nhấn mạnh, ok quý vị, đại dịch toàn cầu là tổng cộng là 1 triệu, lúc mà năm 2000, riêng trong năm 2020, 1.800.813.188 người đã bị thiệt mạng vì cái đại dịch này. Và cho tính cho tới ngày hôm nay thì họ nói là trên ít nhất là trên 3 triệu người đã bị thiệt mạng. Trên 3 triệu người nha quý vị. Đây là bản báo cáo mới nhất chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì quý vị, đó là cái con số mà chúng ta biết được kể từ khi đại dịch bùng nổ. Từ cuối năm 2019 kéo dài cho tới bây giờ. Và quý vị, tại sao tôi gọi ngày hôm nay? Tôi chọn ngày hôm nay ngày 19. Tại vì ngày hôm nay là cái ngày mà đúng 4 năm trước các bác sĩ của Đài Loan đã có một cái phiên họp online với lại các bác sĩ của Trung Quốc và họ xác định là có tình trạng lây nhiễm từ loài dơi qua loài người cho cái con gọi là coronavirus, cái tên nguyên thủy của nó là coronavirus. Và quý vị, câu chuyện này như thế nào thì chúng ta lướt qua một số những cái bản tin cũ đi quý vị. Thì quý vị, đây là cái bản tin ở trên tờ Time là Đài Loan đã lên tiếng và khẳng định. Đài Loan nói rằng chính họ đã cố gắng cảnh báo thế giới về tình trạng của coronavirus và những gì mà chúng ta biết được thời điểm đó. Thì ở đây họ có tường trình là đầy đủ. Thì quý vị, bên cạnh đó thì họ nói rằng là bắt đầu là Trung Quốc đã không có chính thức để tuyên bố về cái tình trạng đại dịch là lây nhiễm từ con người qua con người khi mà bắt đầu từ cho tới ngày 20 Tây tháng Giêng năm 2020. Và trong đó thì họ nói rằng nó đã bắt đầu từ cuối tháng 12 và ảnh hưởng này đã biết được là một cái con virus không biết được. Và trong đó theo tường trình của cái tờ tạp chí y khoa có tên gọi là New England Journal of Medicine thì trong tháng 3 năm 2020 bởi các nhà nghiên cứu của Trung Quốc thì họ dựa trên cái dữ liệu của 425 trường hợp bắt đầu từ ngày 10 Tây tháng 12 cho tới ngày 4 Tây tháng Giêng, 10 Tây tháng 12 năm 2019 và 4 Tây tháng Giêng năm 2020. Quý vị, họ nói rằng đây là có một số những cái bằng chứng rõ ràng là Trung Quốc đã che giấu tất cả những cái những gì mà họ biết về, tôi gọi cho đây là 100%.
Ok quý vị, đây là câu nói này của ông Chen Huiqi, là giám đốc của cái viện nghiên cứu về trường đại học của Oregon đặc trách về vấn đề sức khỏe toàn cầu, đã nói với đài truyền hình Al Jazeera: tôi có thể đáp 100% chắc chắn bằng chứng là Trung Quốc đã che giấu cái sự thật và họ biết gì về cái tình trạng tiếp xúc này. Đó là lời khẳng định của vị bác sĩ trên. Và quý vị, như vậy thì chúng ta đều biết được chính bác sĩ Đài Loan là những người đã thông báo. Thì tại sao tôi chọn ngày hôm nay? Tại vì quý vị, cái đại dịch này đã bùng nổ từ tháng 11 tại một cái chợ bán gà vịt sống và thịt sống của thành phố Vũ Hán. Và lúc đó là quý vị, nó xuất phát từ một loài dơi được bán trong cái chợ và là chợ bán thịt rừng. Mình có thể gọi là chợ bán thịt rừng cũng được, hay bán thịt sống. Thì quý vị, thì chợ bán thịt rừng này nó có nhiều loại thịt khác nhau. Thì trong đó, từ loài dơi đã lây lan qua con người từ cái chợ này. Thì quý vị, đây là cái nguyên thủy bắt đầu từ tháng 11. Nhưng mà lúc đó nó chỉ mới bùng phát lên một cách manh nha, nghi ngờ thôi. Thì quý vị, bắt đầu từ ngày 10 tây tháng 12 năm 2019, họ đã bắt đầu nghiên cứu tất cả các cái trường hợp cho tới ngày 4 tây tháng giêng năm 2020. Nhưng trong vòng có 9 ngày thôi, thì các bác sĩ mà có lương tâm ở Trung Quốc, tôi gọi là những bác sĩ có lương tâm, họ làm việc với những đối tác của họ ở Đài Loan, thì cái ngày 19 tây là đúng ngày hôm nay, 4 năm trước, thì trong cái phiên họp qua màn hình Zoom, tức là màn hình của video, thì các bác sĩ Trung Quốc xác nhận với bác sĩ Đài Loan, là phía của họ xác nhận là có tình trạng lây nhiễm qua con người và giữa con người và con người cho cái con coronavirus này. Thì các bác sĩ Đài Loan khi mà họ nhận được cái thông tin chính thức từ những đồng nghiệp của họ ở Trung Quốc, thì họ đã bắt đầu tập hợp hết tất cả tài liệu mà họ có được từ bác sĩ Trung Quốc cung cấp cho họ. Thì họ có cái phiên họp thứ hai của giữa các bác sĩ của Đài Loan là ngày 26 tây tháng 12 năm 2019. Thì quý vị, họ nhóm họp lại, họ đánh giá xong, họ phân tích xong, thì 5 ngày sau đó, đúng ngày 31 tây tháng 12, thì tất cả bác sĩ của Đài Loan thống nhất là họ sẽ gửi một cái email chính thức cho Tổ chức Y tế Thế giới để báo động về tình trạng đại dịch đã bùng nổ tại Trung Quốc và cần phải có một cái biện pháp ngăn chặn ngay lập tức. Thì quý vị, 31 tây tháng 12 năm 2020 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận được cái email của các bác sĩ Đài Loan khẳng định điều này. Tuy nhiên, lúc đó Tổ chức Y tế Thế giới đã không làm gì. Họ chỉ monitor thôi. Mãi cho tới quý vị, ngày 23 tây, họ nói rằng là họ phải căn cứ trên cái thông tin chính thức của phía Trung Quốc và họ gạt bỏ cái email của các bác sĩ Đài Loan qua một bên. Một lát tôi sẽ giải thích, tôi kể lại câu chuyện này đã. Ok quý vị. Cho tới ngày 23 tây tháng 1 năm 2020 thì nhà nước Cộng sản Trung Quốc chính thức tuyên bố phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán. Ngày 20 đáng lý ban hành nhưng họ trì hoãn lại 3 ngày. Tức là đến ngày 23 tây tháng 1 năm 2020 thì Trung Quốc mới tuyên bố phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán. Và một tuần lễ sau đó, tức là ngày 30 tây tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới mới công bố đại dịch toàn cầu. Và một ngày sau đó, thì Tổng thống Trump thời điểm đó là đã ra lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ. Nhưng đã quá trễ quý vị. Đại dịch đã bùng nổ khắp nơi. Bởi vì từ tháng 11 kéo dài cho tới ngày 31 tây tháng giêng, quý vị, trong vòng 2 tháng đó, hàng trăm ngàn người Trung Quốc đã bay ra khắp nơi trên thế giới. Đã bay ra khỏi Trung Quốc và họ đến từ thành phố Vũ Hán, họ bị lây nhiễm từ thành phố Vũ Hán rồi họ bay qua trên thế giới và thì quý vị thấy sau đó là đại dịch bùng nổ. Và kết quả đại dịch bùng nổ cho tới ngày hôm nay, bản báo cáo chính thức của tổ chức WHO là trên 3 triệu người chết. Trên 3 triệu người chết vì đại dịch. Và dường như là chưa có cuộc chiến nào mà số lượng người chết khủng khiếp như vậy trong vòng 3 năm, 4 năm. Ngay cả các cuộc chiến tranh, tổng số người chết của một cái cuộc chiến
cũng độ khoảng chừng cao lắm là vài trăm ngàn người. Quý vị, đây là cái hậu quả, tôi nói là đây là cái hậu quả của cái quy tắc gọi là quá lỗi thời của tổ chức WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới. Tại sao tôi gọi là quá lỗi thời? Thứ nhất, khi mà các bác sĩ Đài Loan trong ngày 31 tháng 1, tháng 12 năm 2019, họ thông báo chính thức cho Tổ chức WHO biết về tình trạng đại dịch này và yêu cầu là phải có một cái thông báo đại dịch trên toàn cầu. Thì quý vị, Tổ chức WHO nói rằng Đài Loan không phải là thành viên của tổ chức này, cho nên cái thông báo đó không có giá trị. Họ gạt qua một bên, họ chờ báo cáo từ Trung Quốc, chứ họ không lắng nghe bác sĩ Đài Loan. Thì quý vị, đây là cái quy tắc, tại vì anh không phải thành viên, anh gửi tôi như không, anh không có tư cách gì để gửi email cho chúng tôi cả. Đây là cái quy tắc của tổ chức WHO. Cái quy tắc này đã giết chết cái tình trạng gọi là đối phó đại dịch ở thời gian đầu. Thì quý vị, WHO đợi không nghe bác sĩ Đài Loan báo cáo, mà họ đợi báo cáo từ phía nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Trong khi Cộng sản Trung Quốc thì họ che giấu hết tất cả các thông tin. Họ lừng khừng, họ không muốn loan báo, họ cũng không đưa thông tin cho tổ chức WHO biết bất cứ một điều gì. Ngoại trừ đó là chúng tôi đang nghiên cứu và chúng tôi đang research và chưa có dấu hiệu gì cho thấy là lây nhiễm. Nhưng mà chỉ có 23 ngày sau thôi, thì Trung Quốc buộc lòng phải đóng cửa và phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán. Có nghĩa là họ đợi tới 23 ngày sau, họ mới chính thức phong tỏa. Và một tuần lễ sau, ngay sau khi phong tỏa rồi quý vị, một tuần lễ sau, ngày 30 tây tháng 1, thì WHO mới tuyên bố đại dịch toàn cầu. Tức là họ chờ một tuần lễ sau nữa, họ mới tuyên bố. Trong khi tất cả những tài liệu mà bác sĩ Đài Loan cung cấp cho họ, họ không ngó tới. Họ chỉ căn cứ vào báo cáo của Trung Quốc thôi. Tại vì Trung Quốc là thành viên, còn Đài Loan không phải là thành viên. Do đó, quý vị, thì tới ngày 31, ông Trump đã ra lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ. Ngay một ngày sau khi mà WHO đưa ra thông báo gọi là Global Emergency, tức là khẩn cấp trên toàn cầu. Thì quý vị, thứ nhất là cái quy tắc mà gạt Đài Loan ra khỏi thành cái Tổ chức Y tế Thế giới và không nhận cái báo cáo của Đài Loan. Đó là cái quy tắc tôi gọi là quá cứng ngắc của WHO để rồi dẫn tới đại dịch toàn cầu. Nếu lúc đó mà họ nghe lời bác sĩ Đài Loan và đưa thông báo sớm thì tôi nghĩ rằng số người chết ngày hôm nay nó sẽ không khủng khiếp như vậy. Hoặc là ít nhất chúng ta có những cái giải pháp tạm thời để mà ngăn chặn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông Trump khi biết được chuyện này, ông đã mấy lần thúc đẩy WHO là các anh phải đưa ra cái quyết định. Nhưng mà WHO vẫn lừng khừng. Ông Trump phải chờ đợi, tại vì ông Trump trong tư thế hành pháp của ông cần phải có một cái officially, tức là một cái chính thức từ cơ quan CDC của Hoa Kỳ, tức là cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ. Mà cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ lại phải chờ cái bản chính thức của WHO theo quy tắc. Do đó quý vị, họ trì hoãn ông Trump, cho nên khi mà WHO vừa đưa thông báo đại dịch là ông Trump ngay lập tức ông đã cấm cửa liền, không cho máy bay Trung Quốc bay qua nữa. Nhưng mà tất cả đã trễ. Hai tháng đó cả 100.000 người Trung Quốc bay ra khỏi Trung Quốc, bay tới Á Châu, bay tới Âu Châu, bay tới Hoa Kỳ. Và cuối cùng đại dịch bùng nổ lớn, đầu tiên là từ Seattle. Từ Seattle, nơi mà những người Trung Quốc ở Trung Quốc bay qua thành phố Seattle. Rồi bắt đầu là quý vị, nó lan rộng ở khắp nơi. Và kết quả tới ngày hôm nay, quý vị, họ nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại, cái tổ chức WHO này rất là điếm đạt. Họ nhấn mạnh cái năm 2020, 1 triệu 8 người chết. Tổng số người chết bây giờ là trên 3 triệu người. Tức là họ nói, ô, riêng năm 2020 á, là có 1 triệu 8 người chết rồi. Còn 2 năm còn lại á, 3 năm còn lại á, thì chúng ta chỉ có 1 triệu 2 hơn thôi. Hơn 1 triệu 2 người chết thôi. Quý vị, sau năm 2020, tháng 11 năm 2020, thì chúng ta đã có thuốc chủng ngừa. Quý vị còn nhớ lúc đó ông Trump đã đẩy tối đa để có được thuốc chủng ngừa. Mà đã có thuốc chủng ngừa qua tới cái giai đoạn Joe Biden cầm quyền.
thì vẫn có người chết. Mà không những chết, cái con coronavirus này nó biến thể và nó gây nguy hiểm hơn nữa. Là con Delta. Nó biến thể thành con Delta. Nó gây nguy hiểm hơn nữa. Và quý vị, kết quả chúng ta đã không đủ sức để mà kiểm soát tất cả đại dịch. 3 triệu người chết. 3 triệu người chết chỉ vì cái quy tắc cổ hủ của WHO và các cơ quan, tại vì tất cả các cơ quan y tế của các quốc gia là phải trông chờ vào cái sự quyết định của tổ chức WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới. Họ tôn trọng cái cơ chế này. Khi mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra thì nó mới là chính thức. Còn bây giờ có nói gì nữa họ cũng không thể quyết định được. Cho nên tất cả các cái cơ quan CDC, tức là phòng chống dịch bệnh của Âu Châu, của Hoa Kỳ, của Á Châu, họ đều phải trông chờ vào cái sự quyết định của WHO. Kết quả, quý vị, đại dịch toàn cầu đã bùng nổ và chúng ta có trên 3 triệu người chết. Câu hỏi đặt ra là tại sao tổ chức này lại cắm cổ tin tưởng vào nhà nước Cộng sản Trung Quốc? Chỉ vì cái quy tắc là đó là quốc gia thành viên. Trong khi đó, quý vị, Cộng sản kiểm soát tất cả các bác sĩ. Cộng sản kiểm soát tất cả các bác sĩ, không cho phép họ tiết lộ bất kỳ một cái thông tin nào hết. Những bác sĩ có lương tâm, họ thông báo thì ông bác sĩ Lý Văn Lượng là người chết đầu tiên vì cái đại dịch này. Ông là một bác sĩ có lương tâm, ông thông báo rồi, nhưng mà Cộng sản Trung Quốc còn chụp mũ ông nữa, nói là ông đưa tin giả. Rồi kết quả sau này Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thổi phồng lên, rồi bắt đầu đem tên tuổi ông ra trở lại để thổi phồng lên lăng xê. Nhưng chính ổng là người đã thông báo cho các bác sĩ Đài Loan. Thì quý vị, nó rõ ràng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy tất cả mọi thứ. Cho tới giờ phút này, với sự che đậy của Cộng sản Trung Quốc và sự thông đồng của Tổ chức Y tế Thế giới, chúng ta vẫn không biết được nguồn gốc của đại dịch từ đâu ra. Mà ai, giới y khoa thì người ta nói quá rõ ràng rồi. Nó bắt nguồn từ phòng sinh học Vũ Hán. Tại sao nó là phòng sinh học Vũ Hán? Tại vì đây là cái phòng nghiên cứu sinh học của Cộng sản Trung Quốc, nhận rất nhiều tiền của cộng đồng quốc tế, trong đó có tổ chức WHO, trong đó có luôn cả Bộ Y tế của Hoa Kỳ, thông qua những tổ chức thứ ba. Và cái phòng nghiên cứu sinh học này, nó chủ đích nghiên cứu lại những cái đại dịch đã xảy ra trước đây, từ cái đại dịch của dịch bệnh SARS, và thứ hai là cái dịch bệnh MERS ở Nam Hàn. Thời điểm đó quý vị, năm 2002-2003, lúc dịch bệnh SARS bùng nổ, cho tới bây giờ chúng ta không có thuốc chủng ngừa. Rồi cái dịch bệnh MERS của Nam Hàn, sau đó tới bây giờ chúng ta cũng không có thuốc chủng ngừa. Rồi tới năm 2013-2014, cái dịch bệnh Ebola từ Phi Châu, chúng ta cũng không có thuốc chủng ngừa luôn. Cho tới giờ phút này, thì quý vị, cái trách nhiệm của phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán là nó nghiên cứu những con virus này để mà cung cấp cái thuốc chủng ngừa. Nhưng cuối cùng, nó không làm được vai trò của nó. Mặc dù nó nhận cả 100 triệu Mỹ Kim của cả thế giới. Tại vì lúc đó quý vị, năm 2003 khi bùng nổ, thì với cái giới y khoa họ không có phân biệt cái chính kiến về chính trị. Họ chỉ làm việc trên vấn đề chuyên môn thôi. Do đó họ sẵn sàng tài trợ cho bác sĩ Trung Quốc. Tại vì bác sĩ Trung Quốc họ nắm rõ nhất những cái dịch bệnh này. Nó xuất phát từ Trung Quốc mà. Do đó họ tài trợ để các cái giới y khoa ở Trung Quốc để nghiên cứu. Tôi không nói cái tính chất gọi là những bác sĩ của Trung Quốc họ làm thiếu, tức là họ thiếu trách nhiệm. Tôi không nói như vậy. Họ rất có trách nhiệm. Nhưng quý vị, nó xảy ra biến cố. Tức là họ đem con virus đó họ chích vào loài dơi. Loài dơi và loài chuột là hai cái loài thú mà thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Thì quý vị, nó xảy ra cái biến cố gì đó, cái loài dơi đó thoát ra bên ngoài, lây lan cho toàn bộ loài dơi. Và rồi thì nó tới, nó trở thành thực phẩm và lây qua con người ở cái chợ của Vũ Hán. Chúng ta đều biết thông tin nó tới mức này. Thì đằng này bác sĩ Trung Quốc họ không phải là họ không, họ làm việc rất là chuyên môn, nhưng trên đầu của họ là cái chế độ cai trị.
nó chận đứng hết, các bác sĩ không làm được gì hết. Những bác sĩ nào mà đưa thông tin này ra là bị nó trừng phạt hết. Đó, ông Lý Văn Lượng bị nó trừng phạt trước khi chết. Thì quý vị, do đó cái chính là cái cơ chế cai trị tại Trung Quốc, nó đã đóng lại hết tất cả thông tin. Cho tới giờ phút này chúng ta cũng không biết được cái nguồn gốc của đại dịch từ đâu. Trong khi cơ quan tình báo Hoa Kỳ thì bây giờ mới tiết lộ ra là có thể từ ở phòng nghiên cứu sinh học. Mà Trung Quốc tới giờ phút này vẫn bác bỏ điều đó. Thì quý vị, ai cũng nói, ai cũng biết rõ, con coronavirus này đã bị biến thể từ dịch bệnh SARS năm 2002 hay 2003. Từ dịch bệnh SARS. Thì quý vị, ở đâu ra mà nó biến thể? Nếu nó không được nghiên cứu trong phòng nghiên cứu sinh học để mà tìm cái chủng ngừa, rồi bất ngờ nó lại đẻ ra một loại virus nguy hiểm hơn khi mà nó trộn những con virus lại với nhau. Và cuối cùng quý vị, nó nằm trong loài dơi và lây ra. Và kết quả thì quý vị thấy. Rồi cái thứ hai là khi mà người ta yêu cầu điều tra nguyên thủy của cái đại dịch này, Trung Quốc đã chặn đứng. Và những bác sĩ được mời đến trong Tổ chức Y tế Thế giới, 15 chuyên gia được mời tới Trung Quốc đều do Trung Quốc chọn lọc. Tổ chức Y tế Thế giới không có quyền hạn gì hết. Trung Quốc chọn ai được vào. Và cuối cùng họ tới Trung Quốc đúng một tháng, họ quay trở về, họ không có một kết luận nào hết. Tại vì tới đó, Cộng sản Trung Quốc, cái chế độ cai trị, nó cho đi đâu là đi đó. Muốn đi chỗ nào, nó sắp xếp đâu ra đó rồi nó mới cho tới. Và những tài liệu nào những bác sĩ ở Trung Quốc được phép cung cấp, và những tài liệu nào không được phép cung cấp. Do đó, có tới cũng như không. Một cái đại dịch bùng nổ lớn trên thế giới mà chỉ có 15 chuyên gia thôi. Chỉ có 15 chuyên gia thôi. Mà do chính Trung Quốc chọn. Tức là Trung Quốc đồng ý cho những người đó vô thì mấy người đó mới vô. Trung Quốc không đồng ý là mấy người đó phải đi ra, đưa người khác vô thế. Là coi như là Trung Quốc chọn rồi quý vị. Mà Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đồng ý. Rồi cuối cùng một tháng đó họ tới Trung Quốc coi như đi chơi không. Có điều tra được cái gì đâu. Cái phòng mà bị xảy ra tai nạn, nó gọi là cái P4, tức là cái tầng thứ tư, thì họ không được tới. Họ tới phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán, đi vòng vòng ở ngoài, đi các tầng khác, nhưng riêng cái tầng đó không vô được. Rồi họ tới cái phòng, cái chợ Vũ Hán thì nó clean up sạch sẽ hết trơn rồi. Có cái gì để điều tra đâu. Mà muốn phỏng vấn cái này người kia thì không được. Phải được sự cho phép của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đưa cả nhân viên mật vụ, cảnh sát, rồi tình báo tới đi chung. Muốn phỏng vấn một người nào thì phải được sự cho phép của Cộng sản Quốc. Do đó quý vị, cuộc điều tra đúng một tháng, không được gì hết, quay về. Cho tới ngày hôm nay, chúng ta vẫn không biết được cái đại dịch này bùng nổ từ đâu. Mà trong khi đó quý vị, bác sĩ Đài Loan đã thông báo ngay từ đầu. Từ ngày 31 tây tháng 12, sau cái phiên họp đúng ngày hôm nay. Tức là cái ngày hôm nay là ngày 19 tây tháng 12. Thì quý vị, 4 năm trước là 19 tây tháng 12 năm 2019. Ngày hôm nay là ngày nhóm họp giữa bác sĩ Trung Quốc và bác sĩ Đài Loan. Cho tới ngày 26 tây, các bác sĩ Đài Loan họp riêng lại, tổng hợp tất cả các cái thông tin lại. Và họ phân tích trong mấy ngày liên tục. Và cuối cùng 5 ngày sau đó, họ thông báo ngay cho Tổ chức Y tế Thế giới biết là đại dịch sẽ bùng nổ và có tình trạng lây qua con người. Quý vị, tức là bác sĩ Đài Loan họ làm việc rất cẩn thận, họ không đưa tin ẩu. Họ làm rất bài bản đâu ra đó và họ xác định đầy đủ. Thì WHO không tin họ. WHO gạt luôn cái bản báo cáo của họ qua một bên. Gạt luôn cái email của họ qua một bên. Mà WHO là đi chờ Trung Quốc. Trong khi bác sĩ ở Trung Quốc, tôi không chê họ dở. Tôi không chỉ nói là họ vô trách nhiệm. Nhưng họ bị kèm kẹp bởi chế độ cai trị. Có những cái chế độ cai trị không cho phép họ nói. Thì bây giờ quý vị, WHO có hỏi tới họ, họ cũng trả lời theo ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải theo cái tinh thần chuyên môn. Tại vì họ đâu có tự do. Họ bị cái chế độ cai trị nó kèm kẹp rồi. Họ trả lời sai một cái là cả gia đình họ phải trả giá ngay. Do đó mà WHO lại đi tin họ, mà không tin bác sĩ Đài Loan, trong khi họ biết trước họ bị kèm kẹp bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc. Bởi cái chế độ cai trị, họ khéo,
họ đưa thông tin đầy đủ tất cả cho bác sĩ Đài Loan, họ muốn bác sĩ Đài Loan đưa thông tin này ra mà không có bị kiểm soát, không có bị kiềm chế. Nhưng đám WHO nó lại không tin bác sĩ Đài Loan, mà nó không hiểu được những bác sĩ ở Trung Quốc. Những bác sĩ ở Trung Quốc họ biết nếu mà họ đưa trực tiếp thông qua Trung Quốc mà đưa ra đó là coi như gia đình của họ chết ngay. Cái chế độ đó nó sẽ xiết cổ ngay. Do đó họ khéo léo bằng cách là họ mở phiên họp, họ công bố phân tích, tại vì họ nghiên cứu từ ngày 10 Tây cho tới ngày 4 Tây. 10 Tây tháng 12 cho tới ngày 4 tháng Giêng. Nhưng có 9 ngày thôi là họ đã đưa ra kết luận rồi. Trong phiên họp đó họ tổ chức ngay cái phiên họp với Đài Loan. Bác sĩ Đài Loan qua màn hình Zoom để họ thông báo cho bác sĩ Đài Loan biết là họ muốn, họ ở cái thế họ không nói được thì nhờ bác sĩ Đài Loan nói. Nhưng kết quả WHO không tin Đài Loan và không nhận bản báo cáo từ Đài Loan, bởi vì Đài Loan không phải là một thành viên chính thức. Quý vị, đây là cái giả mang của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, nhưng nó được sự tiếp tay gián tiếp của tổ chức WHO. Do đó, tại sao hôm nay tôi làm cái chương trình Hilton Nhật Ký phần 2, tôi nhắc lại chuyện này, tại vì đúng ngày hôm nay là 4 năm trước. Đúng ngày hôm nay là 4 năm trước, bác sĩ Đài Loan và bác sĩ Trung Quốc đã được bác sĩ Trung Quốc thông báo đầy đủ. Thì quý vị, đại dịch cuối cùng bùng nổ. Bây giờ chúng ta chưa biết trong thời gian tới còn những đại dịch nào. Nhưng bây giờ trên quy tắc chúng ta thấy rõ là tổ chức WHO đã bám vào những cái quy tắc cổ hủ của họ. Và những quy tắc cổ hủ này là thủ phạm, và những quan chức của WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, là thủ phạm chịu trách nhiệm cho cái chết của trên 3 triệu người. Những kẻ này là những kẻ phải chịu trách nhiệm cái chết trên 3 triệu người. Bên cạnh cái sự chịu trách nhiệm của Cộng sản Trung Quốc. Tôi không nói những bác sĩ, tôi không nói những nhà nghiên cứu. Họ làm hết vai trò của họ. Nhưng kết luận của họ đã bị cái nhà nước Cộng sản Trung Quốc che giấu và bịt kín hết tất cả mọi thứ. Và WHO không tin Đài Loan mà đi tin cái nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì những bác sĩ này họ làm xong rồi, nhà nước Cộng sản Trung Quốc muốn họ trả lời kiểu nào, họ phải trả lời kiểu đó. Họ không trả lời hơn. Thì quý vị, WHO chính là thủ phạm. Và nhà nước Cộng sản Trung Quốc chính là thủ phạm gây ra đại dịch hơn 3 triệu người chết. Cho tới ngày hôm nay vẫn không có người chịu trách nhiệm. Vẫn không có một kẻ nào chịu trách nhiệm. Trong khi đó gây ra một cuộc chiến giao đấu chiến tranh á, thì truy tố người ta ra tòa án quốc tế. Có những người đã bị truy tố như là ông Milosevic của Serbia đã bị ra tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh. Thì quý vị, ông ta bị án tù 20 năm và cuối cùng ông ta chết trong nhà tù. Còn bây giờ gây ra cái đại dịch 3 triệu người chết, không có một kẻ nào bị truy tố, không có một kẻ nào đứng ra chịu trách nhiệm hết. Quý vị, như vậy chúng ta nhìn lại toàn bộ cái hệ thống của Liên Hiệp Quốc và cả một cái hệ thống của nguồn máy y tế thế giới. Đã tới lúc chúng ta phải clean up nó chưa? Để tránh cái hậu quả chưa? Hay là vẫn tiếp tục cái quy tắc này rồi sẽ có những đại dịch kế tiếp bùng nổ? Rồi lại dựa trên quy tắc này thì sao? Quý vị, đây là lý do mà tôi tin rằng khi ông Trump trở lại làm tổng thống, ông sẽ làm những chuyện này. Ông làm những chuyện này trên tinh thần nhân mạng, không để cho người chết một cách vô lý như vậy trong vòng mấy năm qua. Quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi trong cái Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, liên quan tới ngày đặc biệt ngày hôm nay, 19 Tây tháng 12, đúng cách đây 4 năm, đại dịch bùng nổ. Và cái phiên họp của ngày hôm nay, 4 năm trước, là cái phiên họp rất quan trọng. Cho nên ngày hôm nay, nhân cái dịp đúng ngày hôm nay, thì tôi làm lại cái chương trình để cho mọi người nhìn lại tất cả những gì xảy ra năm 2019, cuối năm 2019, qua tới năm 2020. Và cho tới giờ phút này, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời cho những người thân đã bị chết vì đại dịch. Ok quý vị, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.